Malamed Bình Dương xin chào bà con cô bác với cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Malamed Bình Dương ha. Thì sáng nay tiếp tục Malamed cũng như bà xã mua đồ tại chợ Bến Cát để cúng cô chú ha. Rồi bây giờ Malamed gắn cái điện thoại vào cái cây cái giá đỡ ha. Rồi em cầm đây là caramel nha bà xã. Hôm nay mua hoa phong lan. Phong lan hả? Phong lan. Anh nào cô không biết luôn. Hôm nay thì vô tình thấy phong lan bán ngoài chợ Bến Cát mà giá nó quá mềm nữa. Cho nên Lâm hết mua ba bó luôn. Em gửi tiền cho anh Trại chưa? Em đại diện gửi rồi đúng không? Ủa cái khăn giấy kia mình hết luôn hả anh Ngọc? Cái khăn giấy khô á. Em lau các bạn đi nha. Anh lấy mặt bà khăn hả anh Ngọc? Cái hoa này nó hơi lùng. Hoa này nó hơi lùng. Vậy là mình phải tìm à. Phải có gì kê dưới ha. Cái nhánh nó hơi lùng. Kiếm gì kê ta. Bây giờ mình phải phát minh thôi. Phải có cái cục mút ha. Nó lùng, cái lọ này mà nó còn ấy mà. Lùng vậy này được. Cái đó cũng lùng, nó lùng hết à. Cái nào cũng lùng. Giờ phải có cái gì kê nó cái chân nó lên kìa. Kê quá nó nhỏng không? Không. Trời cái phong lan này quá đẹp luôn rồi. Sao hay vậy? Anh hay quá, biết chứ có bự. Bữa nay là có vàng, có tím, có đỏ.
lấy cái bình này nè, chưa nó mới đẹp, cái bình nó chưa. Ai nói anh? Ai nói anh? Anh hay quá ha. Đâu mình thử đi. Cái bình đó nó quá nhỏ so với mấy cái bông lan này. Rẻ, nhiêu đó có 90 á. Anh nghĩ cái bình, cái nhiêu đây lan mà cắm cái bình đó chặt nước sao đẹp được. Tại người ta bán này là chắc ở chợ người ta bán, nhưng mà bán trong shop hoa. Ủa mấy màu luôn á bây giờ ơi? 4 màu chứ không phải 3 màu. Có trà mà. Đó, thấy không? Người ta cắm nó tỏe ra như vậy nó mới đẹp. Cái bình kia nó nhỏ xíu mà nó sâu, nó cắm như nó mất tiêu bông luôn. Đó. Mà chỗ này thấy nó trống trống không được. À, cho anh miếng giấy rồi. Còn không? Còn chứ. Trời, cái bình hoa màu hồng này để đây đẹp dữ rồi trời. Được cái lát anh cầm. Rồi, lên. Giờ để đâu rồi? Để trên bàn cúng không chứ. Chưa đem lên. Đủ chưa, còn gì nữa? Đủ mà. Nhưng mà ý là giờ anh Hồng ơi, lên bên trước cho ổng. Cái bình bông này nó quá nặng. Cần nhẽo vô đó, nè nè. Nút, đổ bớt đi. Để nó nhẽo nó lắc lắc riết nè. Sáng nay gọi sớm rồi trời. Em nghe chị ơi. Dạ em khỏe. Chị tiếc chị gọi em nha, tại em đang cúng cho chú á. Chưa chị, mấy ngày nữa em không biết nữa. Nhưng mà hiện tại là chắc chưa thấy về. À, chị gọi hẳn anh Minh đi. À, cho anh bận đó. Dạ vậy cũng coi cho chị. Dạ dạ dạ, tạm đang cúng cơm á chị. Dạ dạ rồi, cảm ơn chị ha. Chơi ông nhỏ hả? Có mà. Hình như là mình thiếu một muỗng nước mắm ha. Ôi, phải để ra cho chú một tô đúng riêng đúng không?
Ủa nhà má mua cái đồ đó hả? Giờ việc nào mình phải nghiên cứu lại mới được. Là những cái hay mà mình hay dùng để ở ngoài. Vậy lấy không? Trời, tuyệt vời luôn. Chiếu quá. Chiếu lên bông mình xuống, bỏ anh bông nó lên. Không hồi chắc lấy cái này ra qua này bỏ nó đẹp từng... cái bông hanh liễu mình thay được rồi đó. Bỏ này, lát thay luôn đi. Còn cái bông đó. Em pha trà đúng không? Cây chú tiểu hôm bố quên. Tao chú tiểu bố quên. Xin dòng. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 11 tháng 10 năm Quý Mão. Con là Nguyễn Tế Châu Sinh như tất cả năm hết Bình Dương, trình với các chư vị hộ thần hộ mộ đất đai chiến sĩ Hương Trạch và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Động Võ Văn Ngoan pháp danh Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Thì hôm nay con thắp ba nén nhang này, con thay mặt cho vị khán giả góp tên gửi chúng sư Du Linh một cái mâm cúng chay gồm có là 3 hộp nước, 4 hộp mì xào chay, 7 ly cà phê sữa, trà rồng nhỏ, trái cây thì có 2 trái bưởi, hoa phong lan. Thì con mời các chư vị, các hương linh về dùng cùng với là chú Du Linh, mong rằng các chư vị phù hộ độ trì cho chú Du Linh sớm vãng sanh về với cõi Phật, cũng như là phù hộ độ trì cho vị khán giả gửi cúng mâm cúng chay ngày hôm nay luôn được dồi dào sức khỏe, gia đạo bình an. Phát tài phát lộc. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật.
hai chế bẩn này, hai chế bữa chắc sẽ được 3 ngày. Còn nếu mà không có khán giả mình chưa ít nhất được một tháng. Sao không nắng á? Nó nắng nó nám cái này nè. Nó nám rồi bắt đầu nó bị úng luôn. Sao không úng nhưng mà nó nám thôi. Tại vì bự này giỏi dày lắm mà. Nó nám một cục luôn. Nó nám một cục cái này nè. Nhớ cái bự trước không? Ừ. Nắm. Nám đúng không? Còn muốn chân á, chân bệnh là chân mua dưa hấu đi. Nám giống anh không? Ủa cái áo anh chính ra màu hả? Cái màu hôm nay thì bông đó dính luôn. 15 mét mua ba cái bó hoa phong lan ha, nhưng mà mình gom lại thành một bó, tại vì người ta làm một bó khoảng 6 nhánh gì đó. Đó, hồi nãy 15 mét có đếm là 6 nhánh, quá trời đẹp luôn. Đó, lần sau thì mình sẽ coi nếu mà có thì mình mua nữa, tại vì lan này là ít nhất khoảng một tuần lễ đó, quá trời đẹp luôn. Hôm qua thì mua cái hoa bi này mà chúng ta mà để trong nhà mà không bị tác động bởi nước thì cũng chừng rất là lâu ha. Nghe đó tới cả năm luôn á. Hoa lan này là mưa gió gì cũng chịu được hết luôn. Chỉ có một cái chịu nổi thôi. Lửa. Tiền. Trời ơi, chín chừng mà ba món như vậy nè. Chín chừng mà ba món. Quá rẻ luôn. Đó, hai trái bưởi quá trời đẹp. À, bữa nay cũng mua tại chợ Bến Cát ha. Thôi giờ mình lao mộ cho chú đi. Lao bằng cả tấm lòng yêu thương. Ê quên. Lấy giấy. Hết giấy rồi. Hả? Không phải. Mới mua thêm là 20 hộp giấy. Giờ mình ra lấy nè, hộp giấy. Cái này là cây quỷ của chị Linh ha, gửi 15 bếp mua vật dụng tài phụ của chú Chu Linh. Thì hôm qua 15 bếp về mua 20 hộp. Ủa ổng lên kìa. Rồi chết rồi. Nữa à. Mấy chén nữa. Mở hàng nữa. Đó 20 bịch ha, một bịch 20.000. Đó tổng cộng là 400.000. Hôm qua thì hết giấy à. Nhìn mà sắp vô luôn đi. Sắp hết. Lấy mấy cái đó ra luôn đi anh Ngọc. Mình sắp hết vô nó mới gọn. Mấy cái này xài không xài dục không? Bỏ đi. Đổ nhưng mà thấy có bao giờ xài đâu. Tiếc nhưng mà mình có dùng gì đâu. Nói chung là mình đừng nên thiết của trời. Trời đất ơi. Cái đó không có tác dụng gì luôn á. Thằng anh về bỏ đũa. Nó được rồi. 20.000 mà. Còn hộp này có 10.000 nè. Lấy ra một hộp. Tại vì biết sao, cái hộp này là không phải đâu cũng có bán, chỗ đó mới có bán cho mình chạy mấy cây số luôn. Chạy về qua nhà rồi chạy nữa. 5-6 cây không được. Đúng rồi. Mà đặc biệt nha, anh Minh anh mua bự đâu mà trái bự lắm. Dạ. Anh Minh á, anh mua bự đâu mà trái bự lắm nha. Qua đây anh chỉ cho cách lau mộ hay em nè.
chứ trên chợ khác thì cũng có chứ, tại vì không có cùng đường với mình á. Trời ơi, anh chưa thấy đâu có trái bưởi vậy luôn nè, bưởi vườn á. Rồi chưa lâu mình tí rồi nghe ra hết cả về cái gì cái lốc sáng này được nhận lọc sớm rồi. Nói tới cái lọc mà Long Bách mới nhớ là hôm bữa là 20 tháng 11, bữa nay là 23 đúng không? Đúng rồi, 20 tháng 11 thì 15 Bách lúc đó là ngày ngày nhà giáo Việt Nam. Đó thì 15 mét mới đi về đi rút tiền để mua đồ cúng cho chú nè. Thì đi vô cái cây ATM rút tiền thì ngồi phía trước cây ATM là có một anh bán giấy số. Mà anh không có kêu mình mua giấy số mà anh chỉ bên đây ở cây bên đây là có tiền rút, còn cây bên kia là không biết là có hay không, nhưng mà anh chỉ qua bên đây. Đó. Thì mình mới vô mình rút tiền, thấy anh cũng nhiệt tình quá, mình rút tiền xong cái mình ra mình mở bóp mình coi thì có 10.000 lẻ. Thì mới mua ủng hộ ổng 10.000. Thì mấy hôm nay bận quá đâu có nhớ tới cái việc mà dò với số đâu. Cái sáng nay ghé mua đồ cúng cho chú á, mua bánh ướt á. Mua bánh ướt với mua mì xào. Thì trong lúc chờ thì 15 mến mới lấy tỷ số là dò. Cái mình mở tờ số mình coi ngày mấy trước, đài nào. Rồi cái số, ba số đuôi không cần để ý nhiều. Không có mong trúng nhiều. Trúng chỉ cần ba số thôi. Cái bắt đầu coi là cái đài thành phố ngày 20 tháng 11. Cái đầu mình nhìn vô nhìn từ cái trên xuống. Nhìn vô thấy 590. Trời ơi sao giống y 590 của mình vậy trời. Ồ vậy là lần đầu tiên 15 mét trúng số. Trúng được 3 con vậy 7. Vậy là buổi sáng nay được lọc 200.000. Anh biết ai không? Trời ơi mình đem ai ra, ông đem tới 4 trái luôn kìa trời. Mấy trái? Trời ơi 6 trái luôn kìa. Đó vậy là sáng nay là 15 mét có cái lọc sớm đó. Cái câu chuyện là như vậy, nói chung là mình có lọc mà mình không biết luôn. Thì mình mua thấy ổng, thấy cái anh bán giấy số ảnh nhiệt tình mà anh không có kêu mình mua nữa, anh chỉ cái chỗ nào là có tiền chỗ nào không, thấy nhiệt tình quá thì mình rút tiền xong mình mới mua ủng hộ. Đó là cái câu chuyện là trúng số của 15 hết, là lần đầu tiên mua với số trúng luôn á. Nói chung là 15 hết cũng không có mong gì trúng số, mình chỉ mua nhiều khi mình ủng hộ những người bán với số thôi. Vâng, xin chào anh có cảm giác thế nào khi được trúng số? À, mình trúng số thì mình thấy cái tâm trạng rất là vui luôn. Ừ. Mặc dù trúng vé với số mình mặc nó dù là cái giải nó quá giải hả? Không phải giải bự, giải nó quá bự luôn, giải tới giải 7 lần. Giải 7 rồi. Số 7 mà đâu phải đơn giản đâu. Đó thì mình nói chung là mình thấy vậy mình rất là vui. Buổi Tân Triều là Long An đúng không? Lớn
trong rồi không bao giờ ta thấy. Không, anh Kiên giờ đúng bài luôn đó. Mà nó bóng anh có la mộ không? Có, để đây đi chứ chưa là. Để đây vô. Cái này bây giờ nó bóng quá ha. Hả? Cái bữa này bữa tăng chiều mà. Bữa tăng chiều, bữa nay ngoái tăng chiều. Bữa chiều tăng. Bữa này. Ủa. Làm sáng em mừng học. Em nói bình thường anh Minh anh mua trái bự bự lắm. Bữa nay chắc trái bự bự lắm. Ai vậy giờ anh mua trái bự nhỏ. Tại vì cái loại này nó chỉ có vậy thôi. Có hình như bữa tăng chiều nó nhỏ đúng không? Ờ nó không có bự nữa, hỏi của bà ấy bà nói có loại nào. Biết tại vì biết sao không? Cái loại này nó vậy đó. Tại vì nó mọng nước. Anh mua 10 lần bự là hết 9 lần là em thấy trái nào trên này khủng lồ không à, siêu to. Không à. Cho nên nó nói chết rồi, bữa nay mình bị lép dế với ổng rồi bữa nay. Ai nhà ông mua cái loại bự tăng trèo chứ không phải bự da xanh. Bự da xanh bự lắm. Sáng nay quá trời mát luôn, không khí thì mát rự ha. Thì sáng này như muốn mưa phải. Rồi đến đây thì 15 mét Bình Dương cũng xin phép khép lại cái video này. Rồi xong. Bông hồng mà để đây thì mà nó cũng biết à. Nó ngửi mùi á, nó hay mùi lắm. Vậy là cái chậu bông hồng là xong rồi. Nó bằng sực. Ờ ngày nãy chị Điền Lý có gọi anh mà gọi không được á anh Minh. Ừ. Rồi chị hỏi em chừng nào lên, nói em cũng không biết nữa. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, với cô chú, anh chị rất là nhiều ha. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.